Chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách các bạn xác định cái công việc hiện tại hoặc là cái công việc quá khứ của các bạn có phải là skill job hay không để các bạn tạo hồ sơ và apply cho chương trình định cư theo diện skill job thông qua hệ thống Express Entry. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn coi video của mình, các bạn không biết hệ thống Express Entry là gì hết thì mình có làm những video chi tiết về cái hệ thống Express Entry. Mình để đường link bên dưới video. Đầu tiên để mình nói sơ qua lại cái việc định cư thông qua cái hệ thống Express Entry thì những bạn nào có ý định định cư thông qua hệ thống Express Entry á thì công việc hiện tại hoặc là công việc trong quá khứ của bạn phải là skill job. Thì ai là người xác định cái skill này, ai là người xác định cái skill job của bạn và skill job là gì? Thì chính phủ Canada người ta tạo ra cái gọi là National Occupational Classification, dài dòng quá, gọi tắt là NOC, NOC. Cái NOC này nó có riêng một website, mình cũng để đường link của cái trang NOC này ở dưới phần mô tả video. Thì cái NOC này gồm có 5 nhóm chính: Zero, nhóm A, nhóm B, nhóm C và nhóm D. Thì nhóm Zero là nhóm dành cho những công việc về quản lý, nhóm A là dành cho những công việc mà đòi hỏi bằng đại học như là lập trình viên, như là bác sĩ, như là luật sư. Còn nhóm B là nhóm cho những công việc nào mà thường đòi hỏi bằng cao đẳng hoặc là những cái trường dạy nghề á, chẳng hạn như thợ điện, thợ nước, thợ hàn hoặc là những công việc về văn phòng á. Và hai nhóm cuối cùng là nhóm C và D. Nhóm C và D thì thường là những công việc ở Việt Nam mình hay gọi là lao động phổ thông á, là những công việc ví dụ như chạy taxi nè, bồi bàn nè, cleaning nè, chạy xe tải nè. Thì khi các bạn muốn apply theo diện skill job thuộc bất kỳ cái chương trình định cư nào nằm trong hệ thống Express Entry á, công việc của bạn phải là skill, tức là phải nằm trong NOC Zero, A hoặc là B. Thì bây giờ mình sẽ nhảy ngay vào cái website chính phủ, cái website về cái NOC này á, để mình đưa ra những cái ví dụ minh họa để các bạn có thể hình dung được là cái công việc nào là thuộc cái nhóm A, B, C, D. Đây là website để tìm cái công việc của bạn là NOC A, B hay là O hay là C, D. Cái đường link của website này mình để ở phần mô tả video. Website này người ta sẽ liệt kê NOC Zero này, A này, B này, C này, D này. Tìm cái NOC của bạn bằng cái tên công việc hoặc là cái code, cột bên phải bên cùng là cột skill type. Zero này, zero này, zero này. Sợ thử một cái nhé, job cho nào nha. Taxi driver. Ok, các bạn sợ thử nhóm taxi driver này. Cái chữ taxi, mình sợ thử cái nghề là taxi driver. Thì bạn thấy không, ở đây taxi driver, các bạn thấy cái nhóm này, cái nóc này 7513. Thì cái mỗi công việc á, nó có một cái mã số riêng biệt. Ví dụ như cái nghề mà taxi hoặc là lái xe limousine á, thì skill C. Vậy thì nếu các bạn làm cái nghề này á, thì các bạn không được apply theo cái diện Express Entry. Tức là có thể là trong quá khứ các bạn làm việc này rồi, bây giờ bạn làm việc khác thì ok, nhưng mà nếu toàn bộ cuộc đời của bạn mà chỉ làm taxi driver thì bạn không được apply. Các bạn không được apply thông qua Express Entry. Nhưng mà các bạn thấy phía trên không? Phía trên có job, phía trên cái taxi driver này á, là cái nóc 7305. 7305 là cái nóc về Supervisor Motor Transport Skill B. Như vậy nếu các bạn có 1 năm kinh nghiệm làm ở cái job 7305 này á, và tại vì nó là Skill B nên các bạn có thể apply theo cái chương trình Express Entry. Ở trên này người ta để nè, nếu bạn muốn đến Canada theo Skill Immigrant thông qua cái chương trình Express Entry thì cái job của bạn á, Zero, A hoặc là B. Thì làm sao để người ta biết cái công việc của bạn là B hoặc là C? Thì người ta sẽ căn cứ vào Main Duty của bạn. Main Duty tức là cái phần mô tả công việc của các bạn á. Các bạn vào trên cái website này có đường liên dẫn tới cái NOC website này. Ví dụ như job này là 7305 nha, mình sẽ copy 7305 và mình vào đây mình search này, search by NOC, click vào đây 7305 này, search. Thì dưới đây các bạn thấy không, 7305, người ta định nghĩa 7305 là những cái công việc nào, người ta định nghĩa ở đây nè. Và example title, và cái title tức là cái chức danh á, cái chức danh công việc của bạn á. Thực ra cái chức danh công việc của bạn á nó không cái quan trọng, mà quan trọng nhất á chính là cái main duty. Thì khi mà các bạn gửi cho officer, khi mà các bạn gửi cái letter of employment cho officer, thì trên cái letter of employment của bạn á, cái phần main duty của các bạn á phải
phải giống như cái man duty trên cái website của chính phủ Canada, là trên website này này, phải giống ít nhất được từ 75 tới 80% á, thì các bạn mới thuyết phục được cái officer là cái công việc của bạn là đúng, là skill đúng là theo cái website này. Chứ nếu như chẳng hạn như nha, chẳng hạn như cái title của bạn á là supervisor motor transport gì đó đi, nhưng mà xuống cái phần man duty á, trong cái ladder of employment của bạn á, mà nó không khớp với lại cái man duty ở đây á, thì rất có thể là cái kinh nghiệm của bạn á sẽ không được chấp nhận. Vậy để cái công việc của bạn á, được chính phủ Canada công nhận là skill job á, thì cái phần quan trọng nhất chính là cái man duty trong cái ladder of employment của bạn. Còn nếu các bạn hỏi mình có cái form của cái ladder of employment không á, thì các bạn cứ Google á. Cơ bản là trên cái ladder đó nó phải show được cái tên tuổi của bạn này, ngày tháng năm sinh này, passport của bạn này, bạn làm bao nhiêu giờ một tuần. Các bạn phải làm full time. Nếu các bạn làm full time thì ít nhất phải là 30 giờ một tuần. Rồi lương của bạn năm là bao nhiêu, các bạn làm từ khi nào tới khi nào. Và cuối cùng á, là cái phần quan trọng, man duty. Rồi sau đó đưa sếp các bạn là ký tên đóng dấu công ty. À, cái tờ giấy đó phải là cái tờ giấy có letterhead nha. Nếu các bạn biết letterhead là gì thì search trên Google á, nó ra cho các bạn. Mình có làm một video khác về cái phần mà chứng minh kinh nghiệm làm việc của các bạn ở ngoài Canada, mình có để trong cái phần mô tả video, các bạn cũng có thể click vào và các bạn tham khảo. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. You know I've been thinking about this all day. Got that table for two saved in our names. 12:15 on